bắt được vé vàng có thể mọi người chưa biết. Rồi vé vàng dùng để làm gì? Mọi người xem hết video này nha. Đầu tiên là mọi người đi tàu điện ngầm qua khu trung tâm, nói bằng bẻ vậy thôi chứ thực ra là đi bộ á. Qua đó mọi người kiếm cái siêu thị chứ đừng có đi lộn vô đồn cảnh sát nha. Rồi bây giờ mọi người đi thẳng rồi kéo phải. Rồi ngay cái quầy đó đó, đúng địa chỉ rồi đó. Bây giờ mua thanh sô cô la nha. Ủa kìa, người ta thích mua gì người ta mua. Ừ thì mua trứng cũng được. Mua xong hết kiếp không ra vé vàng tự chịu nha. Còn mua thanh sô cô la thì tầm đâu nửa kiếp thì nó ra rồi. Đây, cái vé vàng thứ hai của tôi uy tín chưa mọi người? Cú đầu quay sổ số có 69 lần thôi, lần thứ hai thị phạm cho mọi người 132 lần nha. Không có miếng xạo nào nha, hẳn hai vé luôn á. Bây giờ việc của mọi người là lôi nó ra và chụp một cái ảnh. Đừng có chụp ảnh tự sướng nha, chụp sao cho có tên để người ta xác minh là mọi người đang cầm vé vàng chứ không phải cầm vé trên tay. Sơ hở là hát. Rồi bây giờ chỉ cần điền thông tin, nộp ảnh và ngồi chờ qua thôi. Còn đây là danh sách phần thưởng, mọi người hên thì mọi người được nhiều quà, mọi người xui giống mình thì mọi người biết kết cục rồi đó.